khéo léo của mình. Thực ra đúng không, trong buổi tối ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và chờ đợi những màn biểu diễn tiếp theo của chúng ta. Phải làm nhanh á, nhét vô trong đây nè, phải làm nhanh, thả nó ra này nè.
cùng đến nào. 1, 2 và 3. Vâng, đàn chị đã biến mất một cách rất kỳ lạ. Một tràng bắt tay để dành tặng trở thuật gia hữu thơm. Vâng, và còn một điều bất ngờ nữa mà quý vị khán giả có thể được ra hữu thơm giải đáp. Đàn chị đã đi đâu? Vâng, thưa quý vị, đàn chị đã biến thành con chú bị màu cánh trắng. Một màn biểu diễn hết sức tuyệt vời. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng bắt tay để dành tặng trở thuật gia hữu thơm.